Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể biết về Phật tử. Mỗi lần khi sư phụ, quý thầy chia sẻ Phật pháp và buổi điểm tâm sáng thì con thường ăn rất là ngon, ăn được hai chén. Mà mỗi lần khi con nói chuyện, sáng nay lỗ mất một chén rồi. Ăn có một chén, nuốt hết rồi. Tâm lý quá, hồi hộp. Trước khi vào buổi chia sẻ sáng ngày hôm nay thì con xin tặng trên sư phụ, quý thầy và quý vị Phật tử một bài thơ. Sáng nay trời đẹp làm sao, có cơn gió thoảng rì rào thổi ngang, tâm hồn rộng mở thân thang, đón một ngày mới bình an tặng đời. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng may mắn là sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Và từ thuở nhỏ, may mắn của con là được còn ăn gọi là mì lát, bắp gọi là khô mình phải hầm, cơm độn với khoai lang. Và con cũng còn nhớ những giây phút như in. May mắn của con là từ thuở nhỏ, không biết quý vị có ai đã từng ăn mọc mía chưa ạ? Mật mía mà chan với cơm nguội hay là cơm cháy ăn khói lắm. Và đã lâu lắm rồi con không còn tìm được hương vị, tìm lại những cảm giác ngày xưa ấy. Và bây giờ chúng ta đang sống trong một thế kỷ 21, Việt Nam đang trên đà phát triển. Con không ngờ rằng một ngày nào đó ở chùa Hoằng Pháp và quý vị Phật tử hay mọi người xung quanh chùa hay là trong nước Việt Nam mình vẫn còn lâm vào tình trạng đói như ngày hôm nay. Chính vì điều này, con mới cảm nhận được rằng cuộc đời thịnh suy, suy thịnh. Hôm nay mình có đó nhưng mà mất đó, chính là hiểu rõ được về sự vô thường, mong manh của cuộc đời này. Một tháng qua, chúng ta và mọi người đang cùng chung một cộng nghiệp, đó là phải ở chùa cả tháng vì dịch Covid-19. Khi lúc nhỏ con kêu chị hay là em của ba con kêu bằng cô. Khi đến trường, cô dạy học cho mình là cô giáo. Khi gặp những ca sĩ nữ ca những bản nhạc thì kêu là những cô ca sĩ. Và những cô này thì không có sợ, và những cô này mình còn thích nữa và thích gần gũi. Nhưng đến bây giờ khi nghe đến Covid-19 thì ai cũng hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Tuy cô này không có hình tướng và mình không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng nhắc đến cô này thì đâu đâu ai ai cũng phải sợ, hoang mang. Những ngày qua, con đã chứng kiến được cảnh nhiều người bị cách ly và phong tỏa, không thể đi lại được. Sư phụ đã lo cho mọi người. Ngài sống có tình và có nghĩa, và chính là lấy nhân đức để độ người. Dưới miền Tây, ở Vĩnh Long, khoai lang trồng nhiều nhưng xuất khẩu không được. Và trên này thì người dân đang đói. Sư phụ phải vừa cứu khoai lang dưới Vĩnh Long về đây để cứu người trên huyện Hóc Môn của mình. Nhất là ba ấp bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Và nhìn những cảnh tượng này, thấy sư phụ ra lựa khoai lang và thấy quý thầy, quý vị Phật tử lựa khoai lang hôm bữa giờ, lựa khoai lang, nướng khoai lang và sáng dùng điểm tâm cũng có khoai lang, nên cảm giác ngày xưa đang trở lại trong con. Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống ở thực tại. Nhưng mà cho con quay về quá khứ một chút xíu, đó là những ký ức đẹp và một tuổi thơ đáng nhớ. Chính vì thấy như vậy
Con đã làm một bài thơ về khoai lang. Con xin tặng mọi người vào buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lâm vào cảnh khổ nguy nan, chia nhau từng củ khoai lang đỡ lòng. Thấy người cực khổ lệ dòng, giang tay cứu giúp đồng lòng vượt qua. Nam mô A Di Đà Phật. Chính vì điều này đang thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, cho ta cảm nhận được thêm rằng tấm lòng của sư phụ dành cho mọi người, cho chúng ta hàng ngày. Nói không phải là con nịnh sư phụ hay đỡ lấy lòng sư phụ, nhưng đó là sự thật. Sư phụ cũng là tấm gương cho con bao năm qua, cho quý thầy và đại chúng và quý vị Phật tử gần xa để noi theo tâm hạnh của người. Trong các tâm hạnh của Bồ Tát theo nhà Phật mình, có thực hiện lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí là chúng ta đang thấy người dân, đồng bào của mình đang rơi vào cảnh khổ. Mình bố thí đây gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là khi họ đói thì chúng ta mua những thức ăn giúp đỡ họ, thay quần áo mà giúp cho họ bằng tiền tài vật chất để giúp họ qua cơn khó khăn. Chính điều đó cũng thể hiện tinh thần cứu khổ ban vui, chính là lòng từ bi của nhà Phật. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, đang nhắc nhở chúng ta và thức tỉnh chúng ta. Con còn nhớ khi lúc con còn rất nhỏ, lâu lâu ba đi đâu về mua cho con được cái bánh bao, con mừng lắm. Có bà chị thứ sáu kề con thì con cái tâm còn nhỏ hẹp, sợ chị ăn bánh bao nên con lén lén cầm cái bánh bao giấu phía sau lưng. Con thử chị đâu rồi, đã thầm ăn một mình. Ai ngờ phía sau lưng của con còn có một con chó con rất thương, chưa ăn thì nó đã tha bánh bao của con chạy mất rồi. Hàng ngày con thương nó lắm, coi nó như bạn thân, nhưng khi nó tha bánh bao đi, con nhìn nó mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. Chính điều này con đã cảm nhận được cái khổ, và sau này nếu có nhân duyên thì con sẽ xin chia sẻ thêm về cuộc đời con đã như thế nào cho mọi người được rõ thêm. Đó là một trang gọi là cũng rất là dài và cũng đầy những nước mắt. Nhờ vậy mà mình mới sống có giá trị, mới trưởng thành, mới có như ngày hôm nay. Nên thiền sư Minh Niệm có 4 dòng thơ như sau. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Nhờ như vậy mà con ngày hôm nay, khi được xuất gia tu học, hàng ngày con đang trưởng dưỡng trong mình chính là tâm từ bi, và trưởng dưỡng cho mình chính là tâm bồ đề, là Phật tánh trong mình. Hàng ngày làm sao mình phải biết nuôi dưỡng nó, vun trồng nó và vun bồi cho cây bồ đề của mình càng tươi tốt hơn, xanh hơn. Hôm bữa giờ nhìn mọi người sáng, chiều, trưa vừa phải lo công việc tu tập, vừa phải lo ra lụm khoai lang đi phát cho mọi người đang bị dịch bệnh. Một số thì phải lo đông gạo, một số thì phải làm mì, một số phải lo công quả đỡ cho chúng ta chu toàn giữa tu tập và làm công quả. Dựa vào pháp lợi sinh, nhưng chúng ta cũng đừng quên đi trách nhiệm chính của mình, chính là sự tu tập. Nếu làm mà quên đi sự tu tập thì chúng ta chạy theo phương tiện mà quên đi cái cứu cánh.
Nếu chúng ta làm nhưng mà chúng ta tham, sân, si, phiền não, không có tâm hỷ xả và có niềm vui, thì chúng ta làm công đức cũng không được bao nhiêu. Nên chúng ta làm nhưng phải biết dung hòa giữa tu và làm thì mới tạo được sự cân bằng cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu. Nên hàng ngày chính là chúng ta đang chăm sóc tâm của mình. Tâm chúng ta đang lăng xăng, đang vọng tưởng phía bên ngoài. Phải biết làm sao để cho tâm mình đừng bị trần cảnh bên ngoài chi phối. Đó là một điều rất quan trọng. Con nghĩ rằng chính hàng ngày sư phụ ngài đang gieo duyên, tạo duyên và giữ duyên. Con thấy có nhiều người tuy ở gần chùa hoằng pháp mình nhưng chưa bao giờ bước vào trong chùa lễ Phật một lễ, thắp hương cho Phật một cây. Nhưng khi gặp cảnh hoạn nạn khó khăn, sư phụ không vì điều này mà không làm thiện hay giúp đỡ họ. Nhưng biết đâu nhờ cơ hội này, nhờ chúng ta dang rộng vòng tay, tạo thiện duyên cho họ, tạo ấn tượng tốt cho họ, sau này hết dịch rồi, họ sẽ biết đến chùa mình, nhớ ơn trên sư phụ, nhớ ơn quý thầy. Quý vị Phật tử đã cực khổ cả ngày lẫn đêm để làm quà cứu giúp, giúp đỡ họ qua cơn hoạn nạn khó khăn này. Nên con nghĩ đó cũng là một việc làm thực hành Bồ Tát Đạo. Đó cũng là trách nhiệm của một người xuất gia đưa đạo vào đời. Đạo và đời không thể lìa nhau, không thể tách rời nhau. Nếu không có họ thì mình cũng không thể nào hành Bồ Tát Đạo hay thực hiện việc từ bi của mình. Có họ mới có mình, và có mình mới có họ. Con cũng mong muốn rằng sao cho dịch sớm qua để chúng ta được trở lại cuộc sống bình thường. Và quý vị Phật tử dạo này nhớ chùa cũng rất là nhiều nhưng mà không được về chùa để lễ Phật, thăm sư phụ, thăm quý thầy. Dạo này nhờ dịch bệnh nên ngày nào con cũng làm thơ. Con làm cũng hơn 100 bài thơ rồi. Con làm thơ cũng chính là một việc hoằng pháp lợi sanh. Thay vì không có cơ hội thuyết pháp, không có cơ hội gần gũi để chia sẻ cho họ, thì qua trang nhóm Hiểu Vợ Thương của con muốn giữ cho mọi người, thách tấn mọi người tu tập. Nên một ngày con đăng một bài thơ hay hai bài thơ để sách tấn họ tu tập, cho họ biết mọi công việc ở chùa mình vẫn tốt, trên sư phụ quý thầy vẫn khỏe và tu tập vẫn tốt và bình thường. Và chính nhờ những dòng thơ này con đã truyền tải lời Đức Phật dạy vào trong cuộc sống, đưa vào lòng người và dễ cảm nhận, dễ tiếp thu. Đây là cũng một phương tiện hoằng pháp lợi sanh rất là tốt. Nên con mượn cơ hội này để khuyến tấn mọi người tu tập và kêu gọi mọi người Phật tử gần xa, nếu ai có tấm lòng chung tay thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá tê tua, thì mọi người hãy gửi những phần quà hay những thùng mì hay gạo để giúp trên sư phụ quý thầy tạo thượng duyên và giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh ở ngoài kia. Đó cũng là tinh thần tương thân tương ái, tình người, tình đồng đạo. Thời gian cũng đã sắp hết để kết thúc buổi chia sẻ Phật Pháp sáng hôm nay. Con xin tặng trên sư phụ quý thầy và quý vị Phật tử 4 dòng thơ. Nam Mô A Di Đà Phật. Giàu nghèo ta vẫn có nhau, cùng chia sớt cả nỗi đau ngọt bùi, nắm tay đi tới không lùi,
đem đến hạnh phúc, niềm vui dân đời. Nam mô A Di Đà Phật.